Trấn Thành bị tố xúc phạm Kim Tuấn Kiệt ngay trên sóng truyền hình. Kim Tuấn Kiệt lên tiếng phản bác khi Trấn Thành cho rằng đàn ông gần gũi mẹ nhiều khả năng là người đồng tính. Tối ngày 14 tháng 6, chương trình Người ấy là ai đã chính thức lên sóng với sự góp mặt của các khách mời như Hương Giang, Ninh Dương, Lan Ngọc, Kim Tuấn Kiệt và Tiến Luật. Đáng chú ý trong phần trò chuyện cùng thí sinh có tên Phạm Hương, một chuyên gia tư vấn tài chính có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, Kim Tuấn Kiệt bất ngờ trở thành cái tên bị Trấn Thành đem ra để dìm hàng trêu đùa. Theo đó, khi Hoa hậu Hương Giang đặt câu hỏi với Phạm Hương rằng gu của bạn có phải là những chàng giống Kim Tuấn Kiệt không? Cô gái này chưa kịp trả lời thì ông xã Harry Won liền chen ngang. Bây giờ cái mà đẹp trai như Kim Tuấn Kiệt thì khẳng định luôn là không thông minh, hài hước. Còn cái mà như Tiến Luật thì thông minh, hài hước, bạn sẽ chọn ai? Trước câu hỏi khó từ đàn anh, Phạm Hương cho biết cô muốn tìm cho mình một người đàn ông dung hòa được cả hai điều kiện, vừa điển trai vừa thông minh hài hước. Ngoài ra, khi cùng các khách mời tranh luận về giới tính của một chàng trai xuất hiện trong chương trình, hầu hết các nghệ sĩ đều cho rằng anh ta là người đồng tính, riêng Kim Tuấn Kiệt lại cho người này còn độc thân. Ngay lập tức, Trấn Thành đã lên tiếng lập luận, anh chàng này khi cất giọng nghe rất êm ái, trầm ấm, giống như câu quảng cáo chúng ta hãy nghe trên TV, nhưng anh ta lại giới thiệu hay gần gũi với mẹ thì tôi nghĩ khả năng cao là giới tính thứ ba. Nghe tới đây, Kim Tuấn Kiệt liền lên tiếng đáp trả, anh nói vậy là xúc phạm em nữa rồi, cá nhân tôi cũng là người gần gũi với mẹ, mọi điều tâm sự của em cũng đều chia sẻ với mẹ. Khi nam ca sĩ cố gắng chứng minh mình là trai thẳng, Ninh Dương, Lan Ngọc và Trấn Thành lại tiếp tục trêu chọc, ám chỉ anh là người đồng tính, khiến Kim Tuấn Kiệt chỉ biết cúi đầu cười ngượng ngùng.